tự giới thiệu là công tử Bạc Liêu, giàu nhất trong vùng, gia tài bạc triệu, của cây đầy nhà ruộng đất thì vì nhiêu. Thôi mà nói chi nhiều, hỏi người ta đi thì hiểu. Nhà to thì anh có một vài căn, nói về gia nhân để anh tính có vài trăm. Xem ơi, xem biết nằm ở lớp ở ngoài sân, mấy cái đồ quỷ sứ anh chạy được vài lần. Đất nhà anh thì cò bay mà gãy cánh, nên mỗi lần muốn tâm bằng là phải bay lên mây xanh. Ở trên mây xanh thì đôi khi anh thấy lạnh, đành khoác áo khoác vào ăn luôn vài que kem. Không phải khoe khoang mà chỉ đơn giản là ngẫu hứng, dân chơi tầm thường mà so với anh thì đâu xứng. Nên xin lòng ganh tị ghen ghét ở sau lưng. Như là một chiếc bình khi ta bước lên sân khấu, vòng cầu tăng xăng chắc khi cầm micro trên sân đấu. Dùng bên nơi để thể hiện thì có chuyện sai đâu thấy cậu. Tuy là hơi chậu nhưng cũng có sao đâu. Cũng như bao đứa trẻ được lớn lên từ vùng nông thôn nghèo, vốn niềm đam mê mãnh liệt là rap. Khi bật biết lên lão chữ trong đầu anh cứ tuôn ra như thác đổ. Thì dần hơi nhanh như vậy nhưng lại mới mát cậu. Khác nhau ở chỗ là khác nơi thì như đám đông, cảm ngầm giống thằng người dám đứng rap trước máy ghi hình hơn tám ông. Và chẳng là ai khác đó chính là tiếng nhỏ cậu bé miền tây quê hương đất Đồng Tháp. Đem nhạc rap như là vũ khí chinh chiến phát vùng áp, và chỉ cần biết và chỉ cần thiết khi đã hoàn thành được mục tiêu. Và ok, trời thì đang nắng nóng mà ai cũng đắng lòng, thôi con mời cô chú đi về Đồng Tháp. Quê con đang sống ở quê con, ruộng đồng thì bao la, có đàn cò bay trong trời lộng gió. Dưa hàng dừa cao ta gác chân lên võng, rồi cùng nhau mơ về là một giấc mộng to. Ở quê con có trái cây thì bao ngon, xoài thì vàng ươm, mít chín cây thì bao ngọt. Ăn vào là thấy mê, có khi quên luôn đường về. À mà quên, còn đầm sen ở sau nhà, mang cả câu ra câu đảm bảo là có cá. Hái thêm vài bông hoa điên điển, cho mẹ nấu canh chua đảm bảo cô chú ăn là nghiền. Tình yêu trong trái tim sẽ không thể lãng quên, dù phải đi đến phương nào. Biết bao ngày đã qua, ngọt ngào quê hương vẫn thế. Tiếng giao còn thiết tha lòng tôi. À, 5 giờ sáng có những cụ già đi tập dưỡng sinh ở trong sương mù. Bác lao công một đêm đã xông lên xe về nhà tìm giàu giấc ngủ. Hàng vào quán bày ra bán cà phê ăn sáng thơm thơm mùi hủ tiếu và tiêu cây và nóng mắm làm buổi sáng cho ngày hôm nay. Khi cành cây rung nhẹ gió thổi lá chánh qua nhường chỗ cho nắng, rơi xuống đường xuyên qua cửa sổ đánh thức những ai đang còn trong chăn và bắt đầu một ngày mới trên mọi con đường. Người xe tấp nập, người đi làm, người đi học, tương lai trong tay và trong chiếc cặp. Một màu trắng những tà áo dài, một màu đỏ khăn quàng em mang, và cũng có những người nhiều màu dân chơi thành phố đi bộ lang thang. Tìm một góc thật yên tĩnh để tôi ngắm nhìn toàn cảnh xì tàu, một điếu thuốc và ly cà phê vị đắng ngọt ảo in đậm biết bao. Sẽ không thể lãng quên một tình yêu trong trái tim, sẽ không thể lãng quên dù phải đi đến phương nào. Trong tiềm thức của bất cứ ai thì nơi đẹp nhất là quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên chắc chứa biết bao là yêu thương. Những con sông dài chảy dịu dàng như dòng sữa mẹ đang nuôi dưỡng, những cánh đồng xanh cò bay thẳng cánh, những con đường đất cây trái thơm lành, những mảnh vườn. Ai ơi có nhớ tiếng mẹ ru ầu ơ giấc trưa giữa bóng dừa. Ai ơi có nhớ lúc còn thơ đá bún ngập cùng dưới trời mưa. Nhớ cầu dân ca bà hay hát khi ngồi nấu bánh đón giao thừa, đậm đà hương vị quê hương ngày đó đến giờ lòng tôi vẫn còn vương. Nó mộc mạc và bình dị như lời ca tôi đang viết. Cảm ơn quê hương bằng tất cả ngôn từ diễn đạt mà tôi biết. Tôi không nói thành phố của tôi đẹp hơn những nơi khác, nhưng tôi hãnh diện tự hào vì bến Ninh Kiều nơi đây có tượng Bác. Bài hát này tôi còn muốn dành tặng cho những người xa xứ. Một lúc nào đó bạn nhớ quên mình thì hãy coi đây là lá thư. Buổi sáng chú gà gáy ngày tinh mơ, ngó xuống bếp nhà chú mẹ mướt còn đang mơ. Anh gọi hai cụ quay rồi đi học, chạy một mạch tới trường tiếng cười vui làm bầy tóc. Mẹ ơi cho con 1.000 rưỡi để ăn kem, hôm nay học trễ nên mẹ nhớ đón con ngang. Kiếm hướng gió để trong chóng bay nơi nơi, và đứng lấp ló có bàn ăn bánh cô ơi. Khi thiên ra khơi những câu chuyện con kể lại, ba tôi trần đất mẹ dạy dầu và kể vai. Nơi đây sương gió lắm bụi chân ngay nhỏ dài, đôi lần vụng trộm sợ bị mắng nên chớ khai. Tăng teo mày mau ra đây, tao với mày cùng bắn bi, lấy hộp sữa bò và đôi dép để trắng khi. Chơi trò trốn tìm sợ bị bắt thì núp đi, chạy tút ra ngoài đồng cỏ một sợi chỉ cho gì vuốt đi. Câu ca sau những tháng năm môi hồ ơi. Đêm qua trong giấc mơ ơi là kỳ, con mơ mình trở về với dòng sông. Cong cong con sóng êm lượng vòng, xoay mặt người một trời nào mênh mông. Kìa hàng rào xanh đứng bên
với mạnh nha, kéo kéo với mạnh nha. Giới thiệu ta là tiểu tử của đất miền Tây, đang lên đường trên kinh Lương Thủy, thì vô tình lại vào chốn thiên này, cảnh đẹp hữu tình làm nên thơ. Văn phong ca từ ghi lên vở, đâu phải nơi đâu cũng được tĩnh lặng để thở hồn cùng dòng suối chơi bên bờ. Tiểu tử thích chơi nhạc nè, tiểu tử lên sân khấu nè, tiểu tử rap cho nghe nè, tiểu tử không còn bé nha. Và khi ta cất lời rap thì mọi người sẽ cùng hò reo, tiếp thêm sức ở trên con đường để đam mê tiếp tục mà theo. Nhưng mà lỡ đây là mơ thì sao? Ta nghe thấy ai gọi thức dậy mau, cũng không muốn từ bỏ như con cáo phải bỏ chùm nho. Mơ quá xa quên luôn cả đường, tùy xin người chỉ giúp giùm cho, tùy xin người chỉ giúp giùm cho. Giúp kìa. Hay quá. Đón xem siêu tài năm nhí, E30 thứ năm hàng tuần trên HTV7.